Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel Sun Chaser RM Media. Mình là Joe Huynh. Tiếp nối với series đánh giá 7 thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một arc caster có thể nói là phần rất cần thiết của team arc bảo kích King of Heroes, Vua Anh Linh, Gilgamesh phiên bản caster. Trái với phiên bản 5 sao, phiên bản 4 sao caster này không phải là limited và có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào khi bạn roll banner. Trong bài đánh giá này chúng ta sẽ điểm qua những thông số cơ bản, bộ skill, khả năng tương thích với các team khác nhau và cách các master có thể tận dụng toàn bộ sức mạnh của cậu vàng phiên bản caster. Gear caster có max máu là 12.005 và max tấn công là 8.460. So với các Seven 4 sao nói chung và các caster nói riêng, thì Gear caster có lượng máu khá cao, thậm chí là cách không quá xa vị trí của các Seven 5 sao, nhưng sức tấn công chỉ nằm ở mức trung bình yếu. Gear caster có một bộ skill thuần hỗ trợ, với skill thứ nhất là King's Return rank A, tăng khả năng tạo sao cho cả team từ 50-100% trong 3 lượt và hồi skill từ 9-7 lượt. Skill thứ hai là Charisma rank A+, tăng sức mạnh thông thường từ 10.5-21% và thời gian hồi skill là 7-5 lượt. Và skill cuối cùng có thể nói là skill ăn tiền của guild, Sovereign of the Magic Wand, rank EX. Tăng sức mạnh theo arc và khả năng debuff thành công trong 3 lượt tên từ 20-30% và hồi skill là từ 8-6 lượt. Ngoài bộ skill chiến đấu ra thì guild caster có một bộ skill bị động rất chuẩn mực cho một caster. Item Construction, Fake, rank A, tăng khả năng debuff thành công 10%. Territory Creation, rank A, tăng sức mạnh theo arc 10%. Và Divinity, rank B, cộng thêm 175 sát thương lên tất cả đòn đánh. Noble Phantasm của guild caster là Malamute Dingu. Tùy theo level của NP mà ghé sát thương từ 450-750% sát thương lên toàn mục tiêu và tăng 20% phòng ngự cho cả team trong 3 lượt. Ngoài ra thì theo Overcharge mà giảm phòng ngự mục tiêu từ 20-40% trong 3 lượt. Gear caster có một bộ deck thuần arc với khuyết arc buster. Thẻ khuyết đánh 2 hit, thẻ arc đánh 5 hit và thẻ buster đánh 6 hit. Khi vào Ray Chain, thẻ EX sẽ đánh 6 hit. Tỷ lệ sạc MP theo hit của gear caster là 0.32% và tỷ lệ tạo xa là 10.9%. Từ đó chúng ta có thể thấy tuy là có 3 thẻ arc và mỗi thẻ đánh 5 hit, nhưng do tỷ lệ sạc MP cơ bản khá thấp nên đã kéo tỷ lệ sạc MP của guild caster xuống mức trung bình. Và tỷ lệ tạo sao của guild là rất thấp do chỉ có một thẻ khuyết mà còn chỉ đánh 2 hit. Cho dù là phiên bản nào thì Gilgamesh vẫn giữ được vị thế nhà vua của mình. Và với phiên bản caster này thì hoàng thượng cũng không phải là ngoại lệ. Guild caster là một servant mà có thể nói là tốt nhất trong phân khúc caster 4 sao, thậm chí là rất gần chạm đến ngưỡng của một caster 5 sao. Trước đây mình có nói đẳng cấp của một servant không được định đoạt bởi cấp độ mà là bộ skill. Thì Gear caster là một servant hoàn hảo nhất cho câu nói này mà các master có thể dư sức lấy được. Mình nói việc dư sức ở đây là bởi vì trước sau gì các bạn cũng có thể lấy được Gear caster. Ngoài việc Gear caster có thể spook bất cứ lúc nào khi bạn đang roll banner, thì hàng năm có một dịp mà game cho bạn một thẻ đổi servant 4 sao. Lúc này là cơ hội vàng để các bạn có thể lấy được Gear caster miễn phí. Gear caster là một servant có bộ skill rất đơn giản, mà bởi sự đơn giản đó đã tạo ra một caster hoàn hảo trong rất nhiều team khác nhau, cho dù là arc, khuyết hay buster. First skill thứ nhất là King's Return, tăng khả năng tạo sao cho cả team lên tới 100% trong 3 lượt. Đối với việc tạo sao thì có rất ít arc seven nào có khả năng bóp 100% khả năng tạo sao. Đằng này guild có thể bóp tới 3 lượt cho toàn seven trong team. Điều này giúp cho các master mở ra nhiều cơ hội cho cả team tạo sao liên tục và từ đó dư sức có thể gây bạo kích một cách liền mạch với nhau. Điểm đáng tiếc duy nhất của skill này chính là phần hồi skill lên tới 7 lượt khi max. Cho nên trong phần lớn trận đấu, bạn sẽ không có skill này để hỗ trợ liên tục nếu như không có hỗ trợ từ các support khác. Skill thứ hai chính là skill thương hiệu của hoàng thượng, Charisma. Khi max skill này sẽ bóp tới 21% sức tấn công lên toàn bộ servant và hồi skill chỉ còn 5 lượt. Charisma thì xưa nay luôn được chuộng do khả năng đáng tin cậy và dễ sử dụng của mình. Khi sử dụng skill này, cho dù là bất kỳ team nào đều trở nên cực kỳ lợi thế. Và skill cuối cùng có thể nói là giúp guild caster tỏa sáng trong team arc, Sovereign of the Magic Wand, rank EX, tăng khả năng debuff thành công và sức mạnh theo arc lên 30% trong 3 lượt. Tăng sức mạnh theo arc thì có thể các master đã biết rồi, nhưng tăng khả năng debuff thì sao thì mình sẽ giới thiệu một chút. Phần này sẽ hơi rắc rối, nhưng server quốc tế đang chuẩn bị bước vào giai đoạn Lost Spell, nên đây sẽ là thời gian tốt nhất cho các master làm quen dần. Debuff là trái nghĩa của từ buff, tức là những hiệu ứng gây bất lợi như là stun, jump, giảm phòng ngự, giảm tấn công hay là giảm khả năng tạo sao, sạc MP. Khi boss debuff thì khả năng kháng phép cao hay thấp của một servant quyết định việc servant đó bị ăn debuff hay không. Còn khi bạn debuff boss thì cái này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng kháng phép của boss và khả năng debuff thành công của bạn. Do đó khi skill thứ ba của guild hoạt động thì boss sẽ rất dễ bị ăn debuff từ phía bạn. Điểm nhấn của skill này chính là khi max chỉ hồi có 6 lượt, cho nên phần nửa trận đấu cả team của bạn luôn có sự hỗ trợ từ phía guild caster. Bản thân phần tăng 30% sức mạnh thẻ arc tuy là không nhiều nhưng là một phần không thể thiếu của team arc, thì skill này sẽ đẩy nhanh tốc độ sạc MP cho cả team để tiếp tục sử dụng MP liên tiếp. Nhưng guild cũng không phải là một dạng caster chỉ biết hỗ trợ mà còn tấn công và tạo sao, và điều đó được hỗ trợ bởi các MP đánh lan của mình. Noble Phantasm của guild caster là dạng arc AOE, gây sát thương lên tất cả mục tiêu từ 450-750% sát thương. Ngoài ra còn bớt phòng ngự cho cả team lên 20% trong 3 lượt và tùy theo overcharge và giảm phòng ngự mục tiêu từ 20-40% trong 3 lượt. Cái điểm lợi nhất của NP này chính là nó tăng phòng ngự cho các team lên tới 20%, giống như skill 1 của Mash. Tuy nhiên cái giảm phòng ngự là xảy ra sau khi gây sát thương, cho nên sát thương NP của guild không quá cao.
Nhưng nếu bạn đã chuẩn bị sẵn một cái NP của sinh mệnh khác đi theo cùng, thì sát thương đó sẽ được nâng cao đáng kể. Ngoài ra, điểm lợi thế của cái NP này chính là khả năng đánh nhiều hit. Tuy rằng khả năng tạo sao trung bình của Gil rất thấp, nhưng khi bật skill 1 mà sử dụng NP, thì các bạn dư sức có sao để gây bạo kích. Ngoài ra, khi sử dụng skill thứ 3 trước khi dùng NP, thì khả năng giảm phòng ngự lẫn lượng NP được sạc trở lại là rất cao. Có đôi chút đáng tiếc của cái NP này phải chi cái hiệu ứng overcharge là tăng phòng ngự giữa cả team thay vì giảm phòng ngự đối phương, thì có giá trị của Gil Caster còn cao hơn nữa. Để tăng đủ cơ động của Gil Caster thì trình tự nâng cấp skill cũng không phải là quá khó. Max trước Sovereign of the Magic Wall, bởi vì đây là skill giúp tạo lợi thế liền mạch của Gil. Sau đó tùy theo nhu cầu của Master mà nâng Charisma trước để lấy 21% sức mạnh thông thường, hoặc là King's Return để lấy 100% khả năng tạo sao. Bản thân mình thì nâng King's Return trước bởi vì mình rất cần một máy tạo sao cho team up. Gil Caster có thể nói là một support hoàn hảo cho nhiều đội hình khác nhau. Khi bạn sử dụng Gil Caster trong bất kỳ một team, giống như bạn đang mang một caster có sức mạnh của Paracelsus, Caesar và Max, tất cả 3 Seven đó gói gọn trong một mình Gil Caster. Bởi thế cho nên để tránh bị mất cân bằng game, thì Gil Caster cũng có một số điểm yếu nhất định mà các Master cần lưu ý khi mang theo. Như các bạn đã thấy ở phần thông tin cơ bản, Gil Caster có một bộ deck thuần arc giúp cho Gil có thể đẩy nhanh khả năng sử dụng NP của mình. Nhưng trong thực tế, tỷ lệ sạc NP cơ bản của Gil khá thấp, phần nào đã khiến cho mấy cái thẻ arc đó yếu đi rất nhiều. Không phải là yếu như kiểu sạc NP lâu như dòng dõi Emilia, mà là kiểu không thể sử dụng NP 3 lần liên tiếp được mà chỉ là 2 lần trong 3 lượt. Đặc sản của team arc là khả năng sử dụng NP liên tục, nên tỷ lệ sạc NP thấp có phần nào ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng spam NP của Gil Caster. Cho nên các Master lưu ý việc đó khi sử dụng Gil Caster. Ngoài ra, Gil Caster cũng không có khả năng phòng ngự tuyệt đối ngoài cái buff 20% phòng ngự từ các NP ra. Như mình đã nói, khả năng Gil Caster sử dụng NP 2 lần trong 3 lượt là rất cao, nên nhiều nhất các Master có thể cầm được 40% phòng ngự và boss vẫn có thể xé nát đội hình. Và phần cuối cùng chính là bộ skill của Gil có tốc độ hồi rất khác nhau và có phần hơi dài, nhất là skill thứ nhất khi Max vẫn hồi tới 7 lượt. Cho nên sẽ không dễ để chồng buff lên nhau. Tất nhiên là vì chồng buff lên nhau là rất có thể nhưng chỉ hơi khó. Nhưng ở mặt bằng chung, việc cả bộ skill của Gil hoạt động trong 3 lượt là điều rất cần thiết để tạo ra một thế trận liền mạch cho bất kỳ team nào. Vậy vị trí thực sự của Gil Caster là gì trong một team? Như đã nói từ trước, Gil Caster là một dạng support phụ toàn năng, tức là đi với team nào cũng được. Nhưng cũng có một team mà Gil Caster đóng vai trò như là nhịp thở, đó chính là team Arc bạo kích. Team này thường được dùng trong nhiều mặt trận khác nhau, thường là sẽ hủy diệt boss nhanh chóng bằng bạo kích mà không cần dùng tới một khả năng phòng ngự tuyệt đối. Servant chủ cột trong team này chính là Tamamo, và Gil Caster giữ vai trò tạo ra lợi thế tạo sao và sử dụng NP liên tục. Đối với team này, các bạn cần một sát thương chính hệ Arc, có khả năng gây bạo kích hoặc debuff boss như là Saberlord, Yayu, Archer, Toria hoặc Carry. Ngoài ra, nếu Master nào muốn sát thương yếu một chút, nhưng có thể sử dụng NP nhiều lần, thì dùng những sát thương chính như là Mordred Rider, Nero hoặc Alice. Alice chính là một trong những Servant ăn ý nhất đối với Gil Caster. Hoặc trong một số trận đấu nhất định, Gil cũng có thể đảm nhận vị trí support chính rất tốt. Lúc này các Master có thể tự do sử dụng những Servant có lợi thế riêng biệt khác nhau, như là khả năng stun, charm hay tạo sao liên tục, như là đi kèm với Sakura, Lobo hoặc Tesla cùng với một sát thương chính bất kỳ. Đây là chiến thuật khá linh động dùng trong những trận đấu mà boss là nhiều class khác nhau hoặc là thay class giữa chừng. Lưu ý, team này sẽ mất một khoảng thời gian nhất định đi vào nhịp trận đấu. Và lựa chọn cuối cùng là nhanh tới chết. Đây là chiến thuật mình khuyên các bạn không nên sử dụng, bởi vì tuy vui nhưng nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Team này tập hợp những Servant có khả năng phòng thủ cao, sạc NP tốt và liên tục như là Mass, Boudica, John, Tamamo hoặc Merlin. Lần gần nhất mình sử dụng team này chính là trận 7 con heo hoặc Summary Run vừa rồi, với team gồm có Gil Caster, Tamamo và Merlin. Lưu ý, những Servant mà mình vừa nói tới chỉ là khuyến khích sử dụng, chứ còn phụ thuộc vào rất nhiều và những Servant mà Master có và kinh nghiệm chiến đấu của bản thân. Khi đạt bond 10 với Gil Caster, bạn sẽ nhận được CE Top Level in Destiny, tăng sức mạnh MP cho toàn đội lên 20%. Đây là một CE cực kỳ tốt khi trang bị cho Gil. Nếu bạn nào đã có thì mình khuyên nên sử dụng CE này. Bởi vì phần lớn Gil sẽ đảm nhận vị trí support phụ, mà vừa tăng sát thương vừa giảm phòng ngự, tăng thể áp mà lại còn tăng 20% NP nữa là quá ngon rồi. Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để có được, nên các Master có thể sử dụng những CE gợi ý sau đây. Vì là một Servant đảm nhận vị trí support, cho nên các Master có thể sử dụng những CE chuyên về support như là Prisma Cosmos 2030, Awakening Wheel, Afternoon Party hay là Chief for Master. Sắp tới sẽ là Mary Strip, hoặc là đẩy nhanh khả năng sạc NP cho bản thân với As You Wish, Fox Night Dream, Little Halloween Devil. Còn muốn có được sự chắc chắn hơn thì có thể sử dụng những CE tăng khả năng phòng ngự với Iron Will Training hoặc Ruin Church. Hoặc nếu dùng Gil Caster đi farm thì cũng có thể sử dụng Kaleidoscope hoặc Imaginary Element. Tổng kết lại với Gilgamesh phiên bản Caster, Gil Caster là một Caster 4 sao hoàn thiện trong nhiều mặt trận khác nhau, với vị trí như là một support phụ toàn năng. Tức là cho dù bạn đi team Buster hay Quick thì Gil Caster vẫn hỗ trợ tốt. Nhưng Gil Caster sẽ thật sự tỏa sáng ở team Arc, bởi có thể nói ở team này Gil sẽ trở thành một Servant giữ nhịp thở với khả năng bóp sức mạnh thẻ Arc và khả năng tạo sao. Điểm nhấn của Gil chính là bộ skill đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt là một caster mà Master nào trước sau gì cũng có thể lấy được.
và Gilcastu luôn là một lựa chọn quan trọng để các Master Chief Free giải quyết được các trận đấu khó hơn sau này. Ngoài ra thì cái Noble Phantasm đánh lan ngoài việc gây sát thương tốt ra còn có thể hỗ trợ phòng ngự 20% cho cả team và hạ phòng ngự mục tiêu. Tuy là có một số điểm yếu nhất định như là khả năng hồi NP không liền mạch, khả năng phòng ngự tuyệt đối và tốc độ hồi skill khá lâu, nhưng mà bằng chung những điểm đó có thể giải quyết triệt để nếu đi cùng với tứ trụ. Do đó thì điểm số cuối cùng mình dành cho Gilgamesh Caster là A+. Thực sự để nói Gilcaster là phiên bản 4 sao của Waver hay Tamamo thì cũng không phải là nó quá. Thậm chí nó thẳng ra là cách không quá xa vị trí của một caster 5 sao. Và đó cũng là bài đánh giá của mình dành cho Gilgamesh Caster. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy like, share và subscribe để channel luôn được phát triển nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.